Thưa quý vị và các bạn, do thời gian chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội của tháng 9 trùng vào kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ chi trả cho người hưởng qua tài khoản ngân hàng bắt đầu từ ngày mùng 4 tháng 9, đảm bảo hoàn thành trước ngày mùng 10 tháng 9 năm 2024. Trường hợp người hưởng chưa nhận được chế độ do sai tài khoản cá nhân, cần liên hệ với cơ quan bảo hiểm xã hội để thay đổi thông tin đúng, kịp thời nhận chế độ ngay trong tháng này. Trong tháng 9, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục chi trả qua tài khoản cá nhân Tại 43 tỉnh thành phố như tháng 8, đối với 20 địa phương còn lại, tiếp tục thực hiện chi trả qua tài khoản cá nhân và tiền mặt qua hệ thống bưu điện. Hiện cả nước có gần 3,4 triệu người hưởng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng. Thời gian qua, ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tích cực truyền thông, phổ biến những ưu điểm, tiện ích của việc nhận chế độ qua tài khoản với tinh thần để người thụ hưởng tự nguyện tham gia. Đến nay, tại khu vực thành thị đã có khoảng 74% số người hưởng nhận các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân tăng khoảng 10% so với năm 2023.